Chống thấm trong một cái ban công sửa chữa cơi nới các bạn nhé, thì không phải ai cũng biết thực hiện thi công chống thấm cho nó đúng cách và mang lại cái hiệu quả chống thấm cao. Và cái vị trí ban công này các bạn, đây là cái vị trí điểm tiếp giáp giữa cái sàn cũ này và cái sàn mới này. Thì đây nó là cái mạch ngừng bê tông. Thì các bác thợ xây đã tiến hành là neo cấy thép chờ vào cái sàn cũ này nhá, để đổ kết nối cho bê tông sàn mới này. Nhưng mà cái điểm tiếp giáp này sau này nó rất dễ bị tách cái bê tông cũ mới ra. Thì chúng tôi sẽ cần phải xử lý bằng cái phương pháp là chống thấm cho mạch ngừng bằng cái sản phẩm Sika Flex Construction AB, một trong những sản phẩm chuyên dụng để trám khe co giãn đàn hồi, chuyên xử lý chống thấm cho đường nứt cũng như là mạch ngừng. Thì trên kênh tư vấn xây dựng chúng tôi đã làm những video chia sẻ về cách thi công chống thấm cho mạch ngừng cũng như là đường nứt rồi. Thì các bạn có thể vào trong kênh các bạn tham khảo thêm các bạn nhé. Thì trong cái video này thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn cơ bản cái phương thức chúng tôi chuẩn bị mặt bằng cũng như là thi công chống thấm phủ vật liệu chống thấm Sika Topseal 107 thôi. Sau khi chúng tôi đã quét dọn qua một lượt loại cơ bản các cái bụi bẩn rồi, thì còn những cái vị trí nào mà nó còn vữa thừa, nó lồi cốt cũng như là những cái gờ vữa thì tôi sẽ dùng cái máy đục này các bạn, mũi to đấy, bản rộng này, để tôi tiến hành là đục tẩy một lượt nữa. Xong thì tôi sẽ tiến hành là vệ sinh sạch để tạo một cái bề mặt chống thấm nó sạch sẽ, cũng như là xong tôi sẽ tiến hành là dùng cái vữa xi măng cát các bạn nhé. Tôi sẽ chám vá hoàn thiện một cái bề mặt đẹp để có thể thi công chống thấm cho khu vực ban công này. Tại cái vị trí này nó có cái thép đầu cột cao cốt lên như này các bạn nhé. Thì tí nữa tôi sẽ tiến hành là cắt, dùng máy cắt để cắt bỏ cái hai cái thép đầu cột này đi. Và cái vị trí chân tời này các bạn, thì thông thường thì anh em sẽ chuyển đặt lên bờ đây luôn để tạo một cái mặt bằng chống thấm. Nhưng mà hôm nay thiếu các bác thợ xây đây nên là chưa đặt được các bạn nhé. Thì chúng tôi sẽ thi công chống thấm và chừa lại cái vị trí này, hôm sau sẽ bù đắp lại sau cái phần chống thấm ở những cái điểm khoan dâu thép để đặt cái chân tời này. Thì nó cũng không có gì là phức tạp đâu, chỉ là làm trước làm sau thôi. Cái phần vệ sinh này thì chúng ta sẽ vệ sinh sơ qua hết một lượt. Sau khi tôi đã dọn dẹp sạch xong cái bụi bẩn trên bề mặt rồi và tạo được một cái bề mặt hoàn thiện để có thể thi công quét cái sản phẩm Sika Topseal 107 này được, tôi sẽ tiến hành làm ẩm toàn bộ bề mặt bê tông các bạn nhé. Để tránh cái tình trạng khi mà chúng ta không làm ẩm, chúng ta thi công xuống cái bề mặt bê tông nó quá khô thì nó sẽ để lại các cái điểm bọt khí trên cái bề mặt, thì nó sẽ không được tạo được một cái lớp chống thấm nó tốt các bạn. Bê tông nó khá là nhanh khô. Rồi, sau khi tôi làm ẩm cơ bản rồi, tôi sẽ tiến hành là hòa trộn cái sản phẩm Topseal 107 Để hòa trộn được thì chúng ta sẽ cần có một cái máy khoan khuấy như này và cái cần khuấy. Khuấy thì nó cũng đơn giản thôi. Hòa trộn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ bóc cái thành phần A này ra trước. Tiếp đó thì sẽ đổ toàn bộ cái thành phần B này. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng máy khuấy các bạn đánh đều lên. Đây, về cơ bản chúng ta đánh như này rồi. Thì chúng ta sẽ để khoảng 2-3 phút thì chúng ta sẽ đánh lại tầm khoảng 1-2 phút nữa các bạn. Đấy, thì tạo thành một cái hỗn hợp sệt đồng nhất như này thì chúng ta có thể thi công được. Bây giờ tôi đang để đây để cho cái Topseal nó ngấm hết vào các cái hạt, cái dung dịch ấy các bạn. Thì nó ngấm toàn bộ vào cái hạt thì nó sẽ đỡ lắng hơn các bạn nhé. Để khoảng đôi 3 phút nữa tôi sẽ đánh lại tầm khoảng đôi phút nữa là tôi có thể thi công được. Ở khu vực sàn các bạn nhé, thì các bạn không cần phải dùng chổi sơn đâu, chổi sơn nó bé này, nó rất là lâu. Chúng ta cứ sử dụng cái chổi cước này, chúng ta tỉ mạnh và dàn đều cái sản phẩm Sika Topseal 107 này ra ấy. Thì về cái độ phủ và khả năng chống thấm thì nó không bị ảnh hưởng gì các bạn nhé. Khi mà các bạn thi công với mặt bằng lớn thì các bạn cứ dùng chổi cước này, chúng ta thi công nó sẽ nhanh. Bởi vì nhiều khi mà anh em đi công trình mà cứ bảo là sao không dùng lu cho nó nhanh, về cơ bản vật liệu Topseal 107 thì sẽ không dùng lu được các bạn ạ. Bởi vì cốt liệu hạt của nó khá là to, khi mà chúng ta dùng lu thì nó sẽ bị sắt cái cốt liệu lại. Đấy, thì thông thường chúng ta sẽ dùng cái ở mặt sàn, chúng ta sẽ dùng cái chổi cước này các bạn. Chúng ta cứ tì đi tì lại để nó có cái độ liên kết tốt với cái sàn bê tông. Và cái bề mặt sàn chúng ta phải làm ẩm rất là kỹ các bạn nhé. Thì chúng ta mới có thể là dàn đều như thế này được. Đấy, các bạn có thể xem là cái Topseal 107 ấy, thì nó rất là đặc các bạn, rất là đặc nhé. Nếu mà chúng ta không làm ẩm tốt thì bề mặt bê tông mà nó hút nước thì chúng ta gần như không thể thi công được. Topseal này nó nhanh khô lắm. Còn cái một số loại hai thành phần khác thì nó lâu khô hơn nhiều, lâu mới đi lại được. Cái này mình chỉ thích cái là nó khô nhanh. Gần như cái vật liệu chống thấm về cái dạng hai thành phần em gần như em dùng khá nhiều đấy, hết lượt đến nơi. Sika nó làm thương hiệu mình lâu rồi, với lại nữa là chất lượng nó cũng ổn chứ không phải là. Nếu mà so với sản phẩm của Sika ấy, thì gần như là cái giá thành nó sẽ nhỉnh hơn một số loại vật liệu chống thấm một chút, đắt hơn một chút, nó không phải rẻ. Vậy là tôi đã hoàn thành xong lớp 1 Sika Topseal 107 các bạn nhé, cho khu vực ban công này. Thì chúng tôi sẽ chờ khô từ 1 cho đến 2 tiếng tùy điều kiện thời tiết. Nhưng nếu thời tiết này thì có khi chắc là phải khoảng 2-3 tiếng các bạn. Thì chúng tôi sẽ thi công lớp 2. Đây là cái quá trình tôi thực hiện thi công lớp 2 cái sản phẩm Sika Topseal 107 các bạn nhé. Thì tôi đã quét toàn bộ các cái vị trí góc chân tường tiếp rồi. Đấy, thì đã xong cái phần chân tường thì phần sàn thì tôi cũng thực hiện tương tự với lớp 1 thôi. Chúng ta cứ dây đi dây lại nhiều lần để tránh cái tình trạng nó sẽ xuất hiện các cái bọt khí. Vậy là tôi đã thi công xong cái lớp 2 và chống thấm xong cho khu ban công này các bạn nhé.